và lao động Việt nhận bảo trợ từ các tổ chức ngầm chống phá Việt Nam. Sau vụ nổ súng ở xã Đồng Tâm sáng ngày 9 tháng 1, các thành viên thân hữu của lao động Việt như Tường An và Ngọc Anh Roland đã cộng tác với Voi trong một loạt các hoạt động như phát động nguyện cầu cho Đồng Tâm, quyên tiền hỗ trợ nhóm Lê Đình Kình, thành lập trung tâm điều phối thông tin mang tên Nhóm Hành động vì Đồng Tâm, công bố báo cáo và vận động quốc tế. Trước đó, khi Phạm Đoan Trang, thành viên của Voice, được RSF trao giải thưởng tự do báo chí vào tháng 9 năm 2019, Ngọc Anh và Tường An đã tổ chức một buổi giới thiệu sách của Đoan Trang ở Pháp, đồng thời tổ chức hai đợt quyên tiền cho Đoan Trang in sách và chữa bệnh. Được biết, Frank Rowland là chủ tịch chi nhánh RON của Nghiệp đoàn Lực lượng Thợ Thuyền, một công cụ mà CIA và NED dùng để chống cộng, là chồng của Ngọc Anh Rowland. Sau khi kết hôn với Frank Rowland, Ngọc Anh thành lập Hội Văn hóa Người Việt vùng RON. Ngày 26 tháng 5 năm 2016, FO từng hỗ trợ nhóm Tường An soạn thảo bản cương lĩnh mới của lao động Việt. Vào dịp Giáng sinh năm 2017, Tường An của lao động Việt và Đinh Thảo của Voi ăn tối với gia đình Frank và Ngọc Anh. Bản thân Frank Rowland lấy danh nghĩa chủ tịch chi nhánh RON của nghiệp đoàn FO để viết thư ngỏ công kích rằng Macron đã bảo lãnh cho một nước đàn áp vào dịp Tổng thống Pháp Macron chào đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp ngày 27 tháng 3 năm 2018. Đã khen ngợi những cải cách mới trong quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền của Việt Nam. Sau khi dự buổi giới thiệu sách của Đoan Trang tại Lyon hồi tháng 9 năm 2019 do Ngọc Anh tổ chức, Frank nói với đài BBC rằng mình đã làm việc với lao động Việt, theo dõi hồ sơ của nhóm này và giúp họ tổ chức các cuộc họp. Như vậy có thể nghi vấn Frank Rowland đại diện cho FO, một công cụ mà CIA và NED cùng vợ là Ngọc Anh Rowland đã hỗ trợ cho Voice và lao động Việt từ lâu. Qua các thông tin trên, có thể thấy Frank Rowland của nghiệp đoàn FO đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tổ chức lao động Việt. Ngọc Anh, vợ của Frank, và Tường An, thành viên lao động Việt, đã hợp tác chặt chẽ với tổ chức Voi từ tháng 9 năm 2019 đến nay. Cả Frank Rowland và Tường An đều thể hiện thái độ thù địch rất rõ ràng với chế độ chính trị ở Việt Nam và có quá trình hậu thuẫn bài bản cho Voi. Lao động Việt, do đó, có căn cứ để tin rằng lao động Việt và Voi đều là một tổ chức chống nhà nước, chế độ, nhận sự hậu thuẫn từ các tổ chức an ninh ngầm, chuyên đạo diễn cách mạng chính trị từ các nước khác của Mỹ, chứ không đơn thuần là một tổ chức bảo vệ quyền lợi của người lao động hay đấu tranh cho xã hội dân sự như họ tuyên bố.